ta dù có thể làm thế nào cũng không thể hái được nho. Cáo thở dài và đánh thượt một tiếng rồi nói: làm sao mà mình lại cứ phải cố ăn mấy cái chùm nho này nhỉ? Vỏ thì xanh thế, chắc chắn là chưa chín rồi, không biết chừng còn vừa chua vừa chát không nuốt được, có khi còn phải nhổ ra. Đúng là chả ra làm sao cả. Nói xong, cáo rầu rĩ rời khỏi vườn nho. Một câu chuyện hay và đặc sắc thông qua tiếng cười trào phúng để gửi gắm những tư tưởng nhân văn sâu sắc. Mọi người cảm thấy hay có thể cho mình một nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.